Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên khi mà con đến đây là con có một cái cảm xúc dâng trào. Tuy là cố gắng để mà nén lại cái cảm xúc mình, nhưng con cảm thấy khi con đến đây thì cái cảm xúc dâng trào, một cái cảm xúc rất là linh thiêng, rất là thiêng liêng, và nó chấn động đến cái tâm của con. Và con cảm thấy rằng mình thật là diễm phúc khi được đến chùa Hoằng Pháp này, và cũng chính tại nơi đây đã sản sinh ra, đã tạo ra rất nhiều bậc cao tăng, và người đứng đầu đó là Thượng Tọa Trụ Trì của chùa Hoằng Pháp. Và cũng chính tại nơi đây, nơi Pháp Tòa này đã tạo ra những âm thanh thật là vi diệu, truyền dương chánh pháp, giống lên tiếng rống của con sư tử, đem đạo vào đời, thắp lên ánh sáng Phật Pháp, là soi chiếu tất cả những tâm hồn khổ đau. Và cũng chính tại nơi đây, ngay tại sau cái thời khóa tu Phật thất này, hay là sau này trong cuộc đời này, thì chắc chắn rằng trong số những người chúng ta sẽ có người nhận thấm nhuần mưa pháp, để rồi thành tựu những quả vị chúng ta muốn thành tựu, đạt được những mục đích chúng ta muốn đạt được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thì hôm nay con trò đến đây là xin chia sẻ một phần nào thôi, chứ nếu mà nói thuyết pháp thì đúng là cũng không dám. Tại vì chúng ta biết rằng là có Hoằng Pháp thì có Thượng Tọa Trụ Trì là bậc cao tăng, rồi sau đó là cũng có những hòa thượng thượng tọa, các bậc tôn túc đã là trình diễn giáo pháp rồi. Con trò chỉ muốn chia sẻ một chút xíu trong một mảng của đời sống, mà mảng cái bài pháp này nó không phải chỉ vào thời của Đức Phật, mà nó ảnh hưởng, nó có sự liên hệ trực tiếp đến đời sống của mọi người chúng ta ngày hôm nay. Đó là cái bài pháp mang tựa đề là chúng sanh sợ gì và chúng sanh mong ước gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu chuyện này nó xuất phát từ một cái bài kinh trong Nikaya của Trường Bộ Kinh, bài kinh số 2 mang tên là Kinh Sa Môn Quả. Thì có một vị vua là trước khi đến với Đức Phật, thì vị vua này rất là tàn ác, không sợ bất cứ một chuyện gì. Và cái lỗi lầm mà vua làm lớn nhất đó là giết cha mình. Giết cha mình vì mang cái mặc cảm đó, cho nên là trong suốt khoảng thời gian khi chưa gặp Đức Phật, vua luôn luôn sống trong sự bức rứt dài dò, nhức đầu nhức óc. Và vua trị vì đất nước thật là không hoan hỷ, ai cũng rất là sợ. Thì một hôm vua mới cảm thấy rằng làm sao để xóa tan đi cái mặc cảm này, để có thể trị dân trị nước với cái tình thương yêu và cái tâm hỷ xả được. Thì lúc đó có một vị tên là Kỳ Bà, vị lương y của Đức Phật, mới giới thiệu rất là nhiều người. Nhưng cuối cùng thì vị lương y này hướng vị vua này đến gặp Đức Phật. Sau một thời gian vài ngày tiếp xúc với Đức Phật, và vị vua này cảm thấy rằng tất cả những sự sợ hãi đó nó được xua tan, những sự mặc cảm tội lỗi trong quá khứ nó không còn. Và bắt đầu vua trở thành một vị minh quân, hộ trì, chẳng những hộ trì chánh pháp mà cai trị đất nước vào thời đó rất hưng thịnh. Vua để lại cho chúng ta rất nhiều những di sản quý báu liên quan đến Phật giáo. Và một trong những di sản mà quý báu đó chính là vua luôn luôn là dung dáng cái cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo. Và vua luôn luôn là cho sự bảo vệ, hộ trì, canh gác ngày đêm gìn giữ, sợ rằng người ta sẽ phá hoại đi cái cây bồ đề. Và cũng chính nơi cây bồ đề đó, vua xây một cái hàng rào bằng sắt rất là kiên cố. Và bây giờ thì chúng ta thấy cái hàng rào đó sau nhiều năm tháng, sau nhiều thế kỷ đã bị bứng đi, nhưng được phục hồi lại. Thì đó là công lao đầu tiên của vua làm cho đạo Phật, và ngay khi mà Đức Phật còn hiện tại. Thì khi mà vua hỏi trên cuộc đời này lỗi lầm có thể được chấm dứt hay không, và trên cuộc đời này, câu hỏi thứ hai, trên cuộc đời này có những vị tu sĩ Sa Môn, Bà La Môn khi tu tập có thành tựu đạo quả giải thoát như lời các vị đó nói hay không. Và câu hỏi thứ ba vua đặt lên cho Đức Phật là Đức Phật, vua mới nói rằng giáo pháp nào
con đường nào, bằng cách nào để chúng con chấm dứt được sự sợ hãi, và chúng con phải làm sao để có thể sống được an vui, hạnh phúc trong hiện tại. Thì đó là ba câu hỏi mà vua đặt lên cho Đức Phật. Thì thưa các vị, đây là ba câu hỏi không chỉ vào thời của Đức Phật phải không? Ngay cả thời của chúng ta bây giờ cũng vậy. Trong cuộc sống thì khi nói đến chữ sợ, chúng ta mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà gần như ai cũng có một cái nỗi sợ riêng của mình. Đối với người em học sinh thì nó sợ thi rớt, nó sợ là không đủ học phí, không đủ tiền để đóng tiền học phí. Nó sợ là sau này khi ra trường không biết phải làm gì, không biết công việc nó có ổn định để là tiến thân hay không, có phải đúng cái công việc của mình đã học mài mò mấy chục năm hay không. Đối với người buôn bán thì cũng có một nỗi lo sợ là không biết cái việc kinh doanh của mình nó có thuận lợi hay không, cái việc kinh doanh của mình nó có được là như ý muốn, là phát triển hay không, vân vân và vân vân. Đối với người mà sống trong gia đình, người vợ hay là người chồng, thì luôn luôn khởi lên cái sự lo lắng, không biết rằng cái sự tận tâm của mình, cái sự mà lo lắng của mình nó có đáp ứng được nhu cầu của người chồng hay người vợ hay không. Không biết rằng chồng mình hay là vợ mình có thật lòng yêu thương mình hay không, những người con mình có thật sự là thương yêu, hiếu thảo với mình hay không, vân vân và vân vân. Đức Phật nói rằng có một cái nguyên nhân, có một cái nguyên nhân, xuất phát từ nguyên nhân đó chúng ta sẽ có những tâm trạng khác nhau. Nguyên nhân gì các vị? Nguyên nhân gì? Đó là nguyên nhân là do tâm dao động. Tâm chúng ta dao động cho nên nó mới đưa đến sự sợ. Nếu tâm chúng ta vững vàng, không có dao động thì chúng ta không sợ gì cả. Nhưng mà tâm dao động này nó đến từ đâu? Tâm dao động này nó đến từ đâu các vị? Đức Phật giải thích tâm dao động này nó đến từ ba lý do. Từ ba lý do mà chúng ta có tâm dao động. Lý do thứ nhất, tâm ta dao động bởi vì ta vọng tưởng nhiều quá. Tức là chúng ta suy diễn ra ở trong đầu. Chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta tự nói. Tự nói ở trong đầu chúng ta. Chúng ta vẽ nên một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện đó chúng ta luôn luôn là dành phần thắng về mình, dành phần ưu ái về mình. Ở cái chị đó tại sao chị nhìn mình như vậy? Chắc là chị ghét mình, hay là có một cái vấn đề gì đó, hay là chỉ có một cái gì đó bí mật, cho nên chỉ mới có một cái nhìn kỳ lạ. Thì bắt đầu chúng ta suy nghĩ, rồi từ cái dòng tâm vọng tưởng đó chúng ta mới bắt đầu là chúng ta có phản ứng. Chúng ta phản ứng hoặc là chúng ta phản ứng vì sợ. Một cái nhìn, nếu chúng ta có lỗi thì chúng ta bắt đầu à, hay là chị này, anh này, anh biết là lỗi lầm của mình rồi đây, chắc là biết lỗi lầm của mình cho nên chúng ta bắt đầu sợ. Và khi mà chúng ta sợ thì chúng ta sẽ tìm cách để trấn an cái sợ. Mà nếu mà chúng ta đã sợ, tìm cách trấn an cái sợ, thì cái cách mà trấn an cái sợ nó là thiện hay bất thiện các gì? Nó phải là bất thiện mà thôi. Trấn an cái sợ. Rồi đó là cái thứ nhất, là cái sự sợ hãi nó đến từ cái tâm vọng tưởng. Suy diễn ở trong đầu tạo ra một cái câu chuyện, và chính cái tâm vọng tưởng này là tiếng nói phản kháng, là tiếng nói để tạo nghiệp đây. Chúng ta có thường sống với tâm vọng tưởng không? Phải không các vị? Thường xuyên là như vậy. Rồi cái thứ hai, cái nỗi sợ thứ hai nó đến từ tâm chuyển động. Mà trong sớ giải của Kinh Sa Môn, Đức Phật định nghĩa cái tâm chuyển động có nghĩa là gì? Chuyển có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy một vấn đề gì đó và tâm chúng ta liền chuyển theo cái vấn đề đó, liền động chuyển theo. Và năm cái mà chúng ta không kiềm chế tâm, chúng ta dễ để cho tâm chúng ta chuyển theo, đó là gì? Đó là chúng ta khi tiếp xúc với vật chất, với các pháp trần, thì nếu chúng ta không có chánh niệm, không biết kiềm chế tâm, chúng ta dễ bị sa ngã, dễ bị tiền bạc hay là vật chất nó lôi cuốn. Cái thứ hai là khi chúng ta tiếp xúc với tình cảm, những tình cảm, thí dụ như tình cảm đối với vợ chồng, nếu chúng ta không có một chút
cái trí tuệ, một chút cái suy nghĩ chân chánh. Chúng ta luôn luôn là chúng ta thấy cái hành động của người đối phương là nó sao bữa nay nó có cái chuyện này, bữa nay nó có cái chuyện lạ như thế này. Bình thường thì ổng đâu có đối xử như vậy, tại sao bữa nay ổng lại đối xử như vậy? Và bắt đầu là chúng ta từ cái hình tướng đó, chúng ta bắt đầu chuyển cái tâm của chúng ta. Động cái tâm của chúng ta và thay đổi theo cái cách ứng xử của cái người đối phương của mình. Rồi hoặc là chúng ta động tâm, chúng ta động chuyển theo cái gì? Cái quyền lợi, cái danh vọng, cái chức tước địa vị. Ngày xưa thì mình đơn giản lắm. Khi mà mình còn nhỏ, hoặc là mình là một sinh viên, mình là một học sinh, hoặc là mình là một người buôn bán bình thường, thì không sao. Bây giờ người ta cảm thấy rằng người ta cho mình một chút xíu cái quyền lực, một chút xíu cái địa vị và cảm thấy mình rất là lớn lao. Và khi mình cảm thấy lớn lao như vậy thì mình cảm thấy rằng đến một lúc nào đó không còn ai kính trọng mình, hoặc là mình không còn ai mà cho mình cái quyền lực, cái địa vị đó, thì mình cảm thấy rất là bức xúc và mình cảm thấy không hài lòng. Và như vậy tâm chúng ta động chuyển theo cái quyền lực, cái danh vọng, cái chức tước, cái địa vị. Rồi tâm chúng ta động chuyển theo bởi vì sự ăn uống. Có những lúc chúng ta thấy gia đình không hòa hợp, gia đình không hạnh phúc cũng chỉ vì miếng ăn mà ra, phải không các vị? Khi chúng ta thấy mâm ăn ngon, thức ăn đầy đủ thì chúng ta vui. Khi mà chúng ta đi về chúng ta thấy thức ăn không ngon, thức ăn không đầy đủ thì chúng ta cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu. Đôi khi chúng ta hất cả một cái mâm cơm vào trong người của những người mà chuẩn bị cơm đó cho chúng ta. Rồi hoặc là chúng ta thích vui chơi, giải trí, ngủ nghỉ, nhưng mà chúng ta lại bị một cái lực nào đó cản. Ví dụ như cha mẹ, anh chị em hoặc là con cái nó cản đi thì mình cảm thấy rất là bức xúc. Và như vậy khi đối tác với là vật chất, đối với tình cảm, đối với quyền lực, đối với ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, chúng ta bị những cái đó nó tác động. Khi mà bị những cái thứ này nó tác động thì chúng ta, Đức Phật gọi là tám ngọn gió của cuộc đời. Tám ngọn gió của cuộc đời xuất phát từ năm cái nguyên nhân này, nó sẽ đưa cho chúng ta, các vị nhớ tám ngọn gió cuộc đời là gì không? Là dinh dạ và nhục, hạnh phúc dạ, khổ đau, rồi được dạ, mất, khen dạ và chê, cũng từ năm cái này ra. Rồi từ tám ngọn gió của cuộc đời này, nó sẽ đưa chúng ta là rơi vào những cái nỗi thăng trầm, những cái nốt thăng trầm của cái tâm tư, vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, dạ và muốn. Và như vậy thì cái thứ hai, nguyên nhân của đưa đến sự sợ hãi là chúng ta, tâm chúng ta bị động chuyển theo các cái pháp trần, vật chất, tình cảm, quyền lực, ăn uống và ngủ nghỉ. Rồi đến một cái lý do thứ ba, nếu chúng ta không có tâm vọng tưởng, chúng ta không có tâm động chuyển thì chúng ta bị sự chấn động, bị sự chấn động của một cái vật gì đó, của một người nào đó, nó chấn động vào tâm tư của chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên một người khác. Và như vậy thì Đức Phật nói rằng là vì nguyên nhân có sự sợ hãi là do tâm dao động. Nhưng mà dù là tâm chúng ta vọng tưởng, dù là tâm chúng ta động chuyển hay là dù tâm chúng ta chấn động, thì cái nỗi sợ nhất của chúng ta là gì các vị? Các vị có bao giờ suy nghĩ mình sợ nhất cái gì không? Cái nỗi sợ nhất của chúng ta, dù là Đức Phật nói là dù là chúng ta vua có cái tâm vọng tưởng đó, vua có cái tâm động chuyển đó, vua có cái tâm chấn động đó, nhưng mà nỗi sợ của vua cũng như tất cả của chúng sanh, tất cả của thế giới này đều có chung một cái nỗi sợ. Đó là sợ gì các vị? Đó là sợ gì? Sợ chết. Sợ chết, nhưng mà các vị chưa chết. Các vị chưa chết, thành ra các vị đâu có sợ. Nếu mà các vị nói các vị sợ chết thì chỉ nói trên miệng thôi, phải không? Trên miệng thôi. Rồi cái sợ gì nữa? Cái sợ nhân quả, phải không? Sợ nhân quả, các vị ngồi đây là nhân tốt rồi mà các vị sợ cái quả gì nữa? Mình đang là gieo cái nhân quá tốt rồi, có cái nơi nào tốt bằng chùa Hoằng Pháp này? Tại vì chính nơi đây là cái nơi sau này sẽ là cho ra đời, sẽ là xuất hiện những bậc thánh từ nhập lưu cho đến thánh quả A-la-hán.
Gieo cái nhân như vậy thì mình còn sợ gì cái quả, phải không các vị? Như vậy thì cũng không phải sợ nhân quả rồi. Như vậy là sợ cái gì mà hiện tại nhất? Chính là sợ khổ, phải không? Chúng ta sợ khổ, vì chúng ta sợ khổ cho nên chúng ta mới phản ứng, vì chúng ta sợ khổ cho nên chúng ta mới có một cái hành động gì đó để chúng ta không khổ. Nhưng mà nếu mà các vị sợ khổ, thì cái khổ nào làm cho các vị sợ nhất? Cái khổ nào làm cho các vị sợ nhất? Vì sợ khổ cho nên chúng ta mới hành động. Chúng ta mới có một cái cách giải quyết cái vấn đề để chấm dứt khổ. Mà khi khổ chấm dứt thì chúng ta không còn sợ. Nhưng mà trong tất cả cái sợ của chúng ta, thì cái sợ nào là sợ nhiều nhất? Sợ nào là sợ nhiều nhất? Sợ bệnh. Rồi còn ai nữa? Còn ai nữa? Sợ chết nữa ha. Sợ chết nữa. Chưa chết. Hiện tại ngồi đây thì có bệnh không? Chưa. Phải không? Lát nữa xuống phòng thì sẽ có bệnh. Phải không? Bây giờ ngồi đây thì chưa có bệnh, thành ra cũng chưa phải là sợ. À, sợ thiếu thốn. Sợ thiếu thốn. À, rồi còn sợ bây giờ thì thiếu thốn cái gì? Lát được ăn cơm mà, chùa nấu mà, còn cái gì nữa mà thiếu thốn? Có chỗ ngủ mà, đâu có phải tốn tiền. À, rồi, như vậy là mình sợ cái gì nhất? Bây giờ sư cô nói ba cái sợ. Đức Phật nói có ba cái sợ. Mà trong này sẽ có một cái sợ lớn nhất đời người của chúng ta. Cái sợ này khi Như Lai chưa thành Phật, Như Lai cũng sợ. À, và khi Như Lai thành Phật rồi, thì Như Lai lại muốn trình bày cái kinh nghiệm, cái nỗi sợ này cho tất cả chúng sanh để chúng ta vượt qua. Bây giờ ba cái sợ đó là gì? Một cái sợ trong đời sống hiện tại. Nhưng mà Đức Phật nói cái sợ này chưa phải là khủng khiếp, chưa phải thật sự là cái sợ gọi là thống khổ. Chúng ta sợ khổ, nhưng mà Đức Phật nói đây không phải là thống khổ. Vua Ba Tư Nặc rất sợ bị ám ảnh bởi cái tội lỗi, nhưng mà Đức Phật nói rằng là chưa phải là cái nỗi sợ đưa đến thống khổ. À, tại vì cái sợ này có thể chấm dứt ở đời này. Sợ hiện tại của chúng ta đó là gì? Chúng ta sợ khổ về thân. Chúng ta sợ khổ về tâm. Và chúng ta sợ khổ gì? Hoàn cảnh chung quanh. Sợ khổ về thân đó là sợ gì các vị? Sợ khổ về thân đó là ta sợ về thân của chúng ta đau ốm bệnh hoạn, phải không? Thân của chúng ta là già nua. Rồi chúng ta sợ là thân của chúng ta là đến một ngày nào đó là sẽ ra đi, bỏ cái xác thân này. Chúng ta sợ chết, để khổ về thân là chúng ta sợ như vậy. Chúng ta sợ là chúng ta sợ tái sanh. Chúng ta sợ tái sanh. Tại vì các vị biết rằng muốn tái sanh như ý muốn lại càng khó hơn. Tái sanh có nghĩa là sao? Mà giảng sanh có nghĩa là sao? Tái sanh có nghĩa là chúng ta tiếp tục đi lang thang trong các cõi thêm một thời gian nữa, trong một vài kiếp nữa. Còn giảng sanh có nghĩa là sao? Giảng sanh có nghĩa là trong một đời này, chúng ta có thể về cảnh giới an vui, thì ta gọi là giảng sanh. Giảng sanh có nghĩa là ta đi lên. Tái sanh có nghĩa là hoặc là ta đi ngang, hoặc là ta đi xuống. Ta rất sợ tái sanh. Nhất là tái sanh trở lại làm con người là càng khó hơn. Và càng khó hơn cho sự tái sanh đó là chúng ta trở lại vào đúng cái gia đình mà chúng ta trước đó đã sống. Chúng ta muốn trở lại gia đình đó lại càng khó hơn. Đức Phật nói nếu chúng ta mà búng một cái cây kim lên trên trời, rồi từ ở trên cung trời mà tam thập tam thiên rất là xa với cảnh giới của chúng ta, có một sợi chỉ nó rớt xuống và sợi chỉ này nó lại xỏ ngang qua được cái lỗ kim mà của một người từ dưới đất búng lên, nó còn dễ dàng hơn là cái việc mà chúng ta tái sanh trở lại làm người đúng vào cái gia đình mà chúng ta vừa ra đi lại càng khó khăn hơn, không có, gần như rất khó xảy ra. Bởi vì sao các vị? Khi chúng ta sống, vì một phút chúng ta không chánh niệm, rất dễ mất mạng người. Đi vào những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì những cảnh giới đó là những cảnh giới của tội đồ, của sự thống khổ, của sự đau đớn, của sự bất hạnh. Nhưng mà nếu chúng ta tái sanh trở lại làm người, thì chúng ta phải ít nhất, chúng ta phải có một cái gì đó để làm bằng chứng
cho cái tương lai của chúng ta được tái sanh trở lại làm người. Và khi tái sanh trở lại đúng cái gia đình mà chúng ta muốn trở lại đó, gần như rất khó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Chúng ta thấy rất là nhiều người sợ chết đi, rồi phải lìa xa, cho nên gần chết. Hoặc là thậm chí người này hẹn nếu kiếp này mà chúng ta không chung sống với nhau an vui thì chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau. Nhưng mà gần như rất khó để gặp lại. Vì sao các vị? Vì sao? Bởi vì phước không đều thì chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu. Phước không đều thì sẽ không gặp. Nếu mà chúng ta muốn trở lại cái gia đình đó, chúng ta có một chút xíu phước, quy y hoặc giữ giới, chúng ta giữ lại mạng người. Nhưng nếu chúng ta trở lại cái gia đình đó, có được không các vị? Rất khó. Bởi vì nếu chúng ta biết đạo đức, chúng ta có quy y, chúng ta có giữ giới, chúng ta có tu tập, nhưng mà những thành viên trong gia đình của chúng ta lại không có tin tưởng vào Tam Bảo, không có quy y, lại phá giới, hoặc là không tin tưởng vào những cái phước báo của những cái việc làm công đức, thì gia đình đó không đủ phước đâu. Gia đình đó không đủ phước để cưu mang chúng ta, cho nên ta không thể bước vào gia đình đó. Cũng giống như vậy, nếu gia đình đó rất muốn ta trở lại, muốn ta sanh trở lại, hoặc là ta khi chết, ba ơi, má ơi, đừng có bỏ con, chồng ơi, vợ ơi, hãy cầu nguyện cho anh trở lại, cho ba má trở lại gia đình này, hoặc là cho con trở lại với gia đình này, với mái ấm tình thương của cha mẹ. Nhưng mà cũng rất khó. Nếu gia đình đó là gia đình quá phước báo, gia đình đó là những gia đình đạo đức chuẩn mực, nhưng mà bản thân của chúng ta, bản thân của cái người sắp chết đó hoặc là đã chết đó không có một chút đạo đức chuẩn mực nào hết, không có cùng một cái từ trường, không có quy y, phỉ báng Phật Pháp, không có tin vào giới luật sát sanh hại vật trộm cắp, và không có tạo nên một chút công đức gì, thì rất khó để trở lại cái gia đình đó mà chúng ta phải đi theo cái cảnh giới của chúng ta. Cho nên cái khổ thứ nhất ta rất là sợ, đó là ta sợ khổ về thân. Ta sợ thân này mất đi, ta không biết đi về đâu, không biết có sanh vào cảnh giới tốt đẹp hay không. Và ta sợ khi lúc ta còn sống thì ta sẽ chịu nhiều đau ốm bệnh tật, rồi đây tiền bạc như thế nào, rồi đây gia đình là nuôi chúng ta lâu ngày quá mỏi mệt là sẽ bỏ chúng ta, hoặc là ta sợ là chúng ta già yếu rồi sẽ không ai là chăm sóc chúng ta và xem như chúng ta là người vô ích của gia đình, của xã hội, vân vân. Cái sợ thứ hai là cái sợ về tâm, phải không các vị? Thân chưa đủ, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó suy diễn theo vọng tưởng, theo chuyển động, theo sự chấn động. Nó suy diễn, nó suy nghĩ rất là nhiều. Và tâm của chúng ta luôn luôn là nó thay đổi theo cái cuộc sống của thế gian. Thương thì muốn người đó gần mình, ghét thì muốn người đó đừng đến gần mình nữa. Và chúng ta sợ nhất là làm tổn thương chính chúng ta. Nhưng mà có ai được như vậy đâu. Khi chúng ta thương một người đó, chúng ta muốn gần một người đó, nhưng mà chỉ gần một thời gian, gần một khoảng sát na nào đó, rồi chúng ta phải chia lìa. Rồi nhưng mà chúng ta lại không thích người này, chúng ta lại không muốn gặp mặt người này, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải đối diện, phải gặp mặt với người đó. Cái đó cũng là khổ về tâm. Rồi cái khổ thứ ba trong đời sống hiện tại, đó là khổ về hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh là khổ gì các vị? Ngoài cái thân khổ, ngoài cái tâm khổ, bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói là khổ chồng khổ. Khổ khổ đó là như vậy. Ngoài cái thân khổ, ngoài cái tâm khổ, chúng ta sợ cái thân đau đớn, sợ chết chóc, sợ bệnh tật, sợ già nua. Chúng ta sợ cái tâm là bị tổn thương, nhưng mà còn hoàn cảnh chung quanh chúng ta cũng không có thể nào thoát được. Và chúng ta sợ là cuộc sống kinh tế gia đình thất thoát, chúng ta sợ tai nạn, chúng ta sợ dịch bệnh, chúng ta sợ cướp bóc, và chúng ta sợ rất là có nhiều cái sợ gia đình bất hạnh, khổ đau, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật mới nói rằng tuy chúng ta có nỗi sợ hiện tại đó, nhưng mà cái này chưa thật là thống khổ. Cũng giống như con lạc đà chở một người và chở vật ở trên cái lưng của con lạc đà, nó đi rất là nhiều năm, nhiều tháng qua sa mạc, chịu nhiều đói khát, nóng lạnh, nhưng mà con lạc đà này vẫn kiên trì,
dẫn đi cho hết cái quãng đường đó, và cuối cùng con lạc đà này nó đã đến nơi an toàn, có nước, có cỏ để cho nó ăn. Thì cũng giống như vậy, tuy chúng ta cảm thấy rằng đời sống chúng ta bị bức bách bởi cái khổ về thân, bởi cái khổ về tâm, bởi cái khổ về hoàn cảnh chung quanh, nhưng Đức Phật nói rằng cái khổ này có thể chấm dứt trong đời hiện tại, nó có thể kết thúc ở cái cuối cuộc đời của chúng ta, nó không có đi qua một đời sống tái sanh. Bởi vì sao? Bởi vì ta có thể tự mình cắt đứt, làm chấm dứt cái nỗi khổ của cái sợ hiện tại. Như vậy nó chưa phải là thống khổ. Vì vậy mà nếu ai mà có rơi vào cái khổ này thì các vị còn hy vọng. Như vậy thì chúng ta không phải sợ. Còn một cái sợ nào khác, Đức Phật nói khổ hiện tại thì rõ ràng là nếu chúng ta có học đạo thì chúng ta biết chúng ta không sợ. Sống chết chỉ là một sự đi về mà thôi, không có gì phải sợ. Và nếu mà không tái sanh thì lấy gì có thân để khổ, không tái sanh lấy gì có tâm để khổ, không tái sanh có gì phải chịu đựng hoàn cảnh bất như ý. Như vậy còn một cái nỗi khổ hơn cái hiện tại, đó là khổ của phải tái sanh vào sau khi chết, không được giảng sanh mà phải tái sanh vào ba đường dữ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì cái khổ này nó sẽ khổ hơn cái khổ hiện tại. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái khổ mà của tái sanh vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng chưa gọi là thống khổ đâu các vị. Tại sao nó chưa là thống khổ? Tại sao nó chưa là thống khổ? Mình sợ lắm, các vị nghe nói rằng bao nhiêu công đức làm được ở đây là tại vì sao? Vì để đừng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói là cũng chưa phải là thống khổ, cũng chưa phải là thực sự là kinh sợ. Vì sao? Vì sao? Vì sao nó chưa thật sự là thống khổ? Vì sao nó chưa thật sự là kinh sợ? Vì sao? Bởi vì những cái khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh có thể chấm dứt. Ta sanh vào đó vì cái nghiệp chúng ta tạo, cho nên ta chịu đựng những cái quả khổ ở những cảnh giới đó. Nhưng mà sau khi hết nghiệp thì chúng ta sẽ tái sanh qua cảnh giới khác. Chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp khác để chúng ta tái sanh vào những cảnh giới khác. Cho nên Đức Phật nói, cái khổ mà của một chúng sanh lỡ rơi rớt vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng chưa phải thật sự là thống khổ. Như vậy, cái khổ nào mới thật sự là thống khổ đây các vị? Cái khổ nào mới thật sự là thống khổ? Như vậy không có nghĩa là chúng ta an tâm. Sau khi chết con rớt xuống địa ngục con cũng không sợ nữa, phải không? Mình cũng vẫn phải sợ. Nhưng mà nếu lỡ trong một sát na mà vô minh nó khởi sanh, mình tạo nghiệp thì mình phải đi vào những con đường đó, thì mình cũng không phải thật sự là sợ hãi lắm. Bởi vì Đức Phật nói mình sẽ ra được với phước báo mình có tạo trong cuộc sống, dù một ít mình cũng vẫn có thể rời được cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Do nên nó vẫn chưa gọi là thống khổ. Như vậy còn cái khổ nào hơn nữa đây? Còn cái khổ nào đây? Ai nói được? Cứ nói. Sống không biết Phật Pháp. Rồi còn ai nữa? Vô minh. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Đó là cái khổ phải chịu sự luân hồi. Đó là cái sự tái sanh thì chỉ tái sanh một lần, hoặc là tái sanh vào địa ngục, hoặc là tái sanh ở thân ngạ quỷ, hoặc là tái sanh làm thân súc sanh. Nhưng mà cái khổ mà chịu sự luân hồi mới thật sự là thống khổ. Bởi vì sao? Luân hồi có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi xoay vòng hết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi có thể làm thân người được một thời gian nào đó, một kiếp nào đó, rồi chúng ta lại trở lại địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula rất khó, muốn đến cũng không phải làm đến dễ đâu các vị. Tuy chúng ta sợ Atula, nhưng mà Atula lại là con đường rất khó đến. Bởi vì sao? Atula phước báo nhiều lắm, phước báo rất nhiều. Nhưng mà Atula tại hung dữ quá cho nên mới làm Atula. Chứ thật sự Atula là người có công sức rất là nhiều, cho nên muốn làm Atula cũng không phải là dễ đâu. Atula thì có trong tất cả các cảnh giới, địa ngục cũng có Atula, ngạ quỷ, súc sanh cũng có Atula, và Atula cũng có cảnh giới của Atula, người cũng có Atula, chư thiên cũng có Atula. Đó là những người phước báo rất là nhiều nhưng tâm nóng nảy và kiêu hãnh. Cho nên chúng ta làm phước nhiều, chúng ta tạo phước nhiều, nhưng nếu chúng ta tâm rất là nóng nảy
À, và chúng ta kiêu hãnh về những cái việc làm chúng ta, thì coi chừng. Đó là một trong những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu của cảnh giới Atula. Chúng ta đang sống với cái tâm Atula và cảnh giới Atula chúng ta sẽ đi. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta muốn làm phước thì chúng ta hãy khiêm tốn, hãy xem coi mình có nhẫn được hay không, mình có khiêm tốn được hay không. Còn nếu mà chúng ta làm phước nhưng mà chúng ta không nhẫn được, nóng nảy, cọc cằn, thô tháo, hoặc là chúng ta ngã mạn khinh người, vì chúng ta là người cho mà, cho nên chúng ta hãy suy xét lại. Nếu chúng ta vẫn còn những tâm tánh đó thì chúng ta phải từ từ, hoặc là nhờ người làm phước, hoặc là chúng ta làm phước mà trải qua một cái quá trình là chúng ta phải chánh niệm, phải nhìn tâm cho nhiều. Tại vì không, nếu không thì tâm Atula nó sẽ là báo hiệu, cảnh giới Atula nó sẽ đến. Thì như vậy là cái sợ khổ, mà khổ trong luân hồi, nó mới thật sự là thống khổ. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa của cái việc mà luân hồi hết sanh chỗ này đến sanh chỗ kia, đó là nguyên nhân gì mà chúng ta phải chịu luân hồi? Chúng ta phải chịu khổ trong hiện tại, rồi chúng ta chịu khổ của tái sanh, rồi bây giờ chúng ta tái sanh nó chưa dứt, con tưởng là xong địa ngục rồi thì con được trở lại làm người, hoặc là được cảnh giới chư thiên, từ đó con tu tiếp để được giảng sanh. Nhưng mà tái sanh cũng không hết, con lại phải chịu luân hồi tiếp. Nguyên nhân sâu xa của khổ hiện tại, của khổ tái sanh, của khổ luân hồi đó là gì các vị? Đó là do cái gì? Đó là do gì? Đó là do thiếu trí tuệ. Như vậy, cái sợ mà nhất của chúng ta đó là sợ thiếu trí tuệ, chứ không phải là sợ khổ hiện tại. Tại vì khổ hiện tại Đức Phật tuyên bố có thể chấm dứt đời này. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái khổ của đời này. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta có thể chấm dứt được cái khổ của tái sanh. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta có thể dừng bánh xe luân hồi. Bây giờ trí tuệ tìm ở đâu? Trí tuệ như thế nào? Trong đạo tràng của chúng ta đây có những vị cũng chưa phải là Phật tử nhưng có cảm tình với Phật giáo và muốn nghiên cứu về đạo Phật, rồi sau đó mới quyết định cuộc đời của mình thiên về Phật giáo là Phật tử, hay là vẫn sống một cuộc đời hướng thiện. Trong đạo tràng chúng ta cũng có những vị là Phật tử thuần thành, nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta cũng có những vị là Phật tử mới quy y. Trong đạo tràng của chúng ta có những vị chuẩn bị xuất gia, vân vân. Thì bây giờ Đức Phật dạy trí tuệ như thế nào đây? Để chấm dứt khổ hiện tại, để chấm dứt khổ tái sanh, để chấm dứt khổ luân hồi. Bởi vì sao các vị? Bởi vì Đức Phật nói con đường giải thoát chỉ có một mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta có những thành phần khác nhau. Có những người đến đây chỉ vì mến mộ Phật Pháp, nghiên cứu muốn tìm hiểu về đạo Phật. Có những người đã là thuần thành rồi, có những người mới bước chân vào đạo, và có những người chuẩn bị đi xuất gia. Thì trí tuệ dạy, Đức Phật dạy có ba cấp trí tuệ. Đối với người mà có cảm tình với Phật giáo nhưng mà muốn tìm hiểu đạo Phật để mà có ứng xử trong cuộc sống, để không còn phải khổ, để không có phải có sự sợ hãi trong cuộc sống, thì Đức Phật dạy một con đường. Tất cả đều đi về bảo sở, nhưng mà trong cuộc sống thì Đức Phật dạy. Đối với người mà mới có cảm tình với Phật giáo thì không thể dạy giống như người chuẩn bị xuất gia hay là Phật tử thuần thành. Nhưng mà đối với những người đã có quy y, đã có trì năm giới, thì Đức Phật cũng dạy một con đường, dạy một pháp môn. Và đối với những người xuất gia hay là chuẩn bị xuất gia thì Đức Phật cũng dạy một pháp môn, từ thấp lên cao. Nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta gặp nhau ở cái chữ trí tuệ mà thôi. Thì bây giờ đối với những vị có cảm tình với Phật giáo nhưng mà không muốn làm Phật tử, nhưng con muốn là sống ở đời hạnh phúc, gia đình thương yêu nhau, bản thân con là có lợi ích cho gia đình, cho xã hội, gia đình hạnh phúc, xã hội được an vui, thì Đức Phật dạy cái gì các vị? Trí tuệ được tìm thấy trong cái lời dạy của Đức Phật dành cho đời sống của người chưa phải là Phật tử. Thì Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy người này là
phát triển 5 điều. 5 điều đó là gì? Đó là cái thứ nhất là tính, hãy có lòng tin. Rồi cái thứ hai là gì? Là tàm, phải biết xấu hổ. Cái thứ ba là úy, phải biết sợ hãi. Cái thứ tư là tấn, phải biết siêng năng. Và cái thứ năm là tuệ, phải có sự sáng suốt. Như vậy thì đối với người có cảm tình đối với Phật giáo thì Đức Phật dạy người này phải khởi lòng tin, phải biết xấu hổ, phải biết sợ hãi, phải có sự siêng năng, phải có sự sáng suốt. Nhưng mà lòng tin của Đức Phật dạy cho những người có cảm tình với Phật giáo khác với cái lòng tin của những người Phật tử. Đối với người Phật tử quy y và giữ giới, Đức Phật cũng dạy bắt đầu bằng cái chữ tín và kết thúc bằng chữ tuệ. Nhưng mà cái tín này ở đây nó lại khác. Đối với người Phật tử, ở đây chắc chúng ta đa phần là Phật tử, dù Phật tử thuần thành hay Phật tử mới vào đạo, thì Đức Phật dạy để có một đời sống hiện tại an vui, để cái chết được vãng sanh, hay là chúng ta có thể là tái sanh lại có lợi ích hơn cho mình, cho người, thì Đức Phật dạy là dạy gì? Tín, giới. Rồi cái thứ ba là văn, cái thứ tư là thí, và cái thứ năm là tuệ. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy là bắt đầu từ chữ tín nhưng kết thúc trừ tự tuệ, nhưng mà nó sẽ khác nhau một chút. Đối với người Phật tử, Đức Phật dạy có lòng tin, cũng là lòng tin, nhưng chúng ta sẽ mổ xẻ cái lòng tin này nó có khác với cái lòng tin của người chưa vào đạo hay không. Khác rất xa, thưa các vị, nó sẽ khác rất xa. Rồi giới, giới ở đây tức là chúng ta đang ở cái giới nào, 5 giới, 10 giới thì chúng ta giữ cái giới của chúng ta. Văn có nghĩa là nghe. Rồi cái gì nữa? Thí tức là cho ra. Rồi cái cuối cùng là tuệ. Như vậy thì đối với người Phật tử, Đức Phật dạy là tín, giới, văn, thí và tuệ. Đối với người xuất gia hay là chuẩn bị xuất gia, trong số chúng ta ở đây cũng có người rất muốn xuất gia, hoặc là đã xuất gia rồi như quý sư cô, thì Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy gì? Cũng bắt đầu từ chữ tín và cũng kết thúc bằng chữ tuệ. Nhưng mà tín ở đây nó lại khác nữa. Tại vì người xuất gia rồi, người chuẩn bị xuất gia rồi, thì cái lòng tin này nó phải là cái lòng tin gì đây? Chứ không phải là lòng tin đơn giản, không phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nữa. Nó không giống như người Phật tử nữa. Mà tin ở đây là, sư cô nói trước rồi sư cô sẽ phân tích. Đối với người xuất gia, chuẩn bị xuất gia thì Đức Phật dạy tín, dạy gì nữa? Tấn, niệm, định và tuệ. Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phân tích trở lại vấn đề. Đối với người có cảm tình với Phật giáo thì chúng ta không có thể nào mà bắt người ta là phải đi chùa sám hối ăn năn giống như người Phật tử được. Tại người ta muốn sống hạnh phúc thôi, người ta muốn tìm hiểu cái giáo pháp đưa đến cái đời sống hạnh phúc thôi. Chứ người ta chưa là Phật tử thì làm sao người ta đi chùa, người ta sám hối, người ta ăn năn, người ta giữ giới. Cho nên Đức Phật không ép buộc. Và nhưng mà Đức Phật dạy, à, cô muốn hạnh phúc, ông muốn hạnh phúc, bà muốn hạnh phúc, để sống ở gia đình, để bản thân có lợi ích, để gia đình được hạnh phúc, để làm lợi ích cho xã hội, thì hãy là tín, tàm, úy, tấn và tuệ. Tín ở đây là tín gì các vị? Tin cái gì? Tin gì? Không phải tin Tam Bảo. Tin Tam Bảo là dành cho Phật tử mới tin Tam Bảo. Cũng không phải tin nhân quả nữa. Tin gần đúng với tin nhân quả. Nhưng mà người ta không sợ, người ta nói là nhân quả đó từ của Phật giáo rồi. Mình phải dùng một cái từ khác để cho mình chuyển. Thí dụ như bây giờ gia đình con cháu mình, nó không có chịu tin Tam Bảo, nó không có chịu tin Phật Pháp. Nhưng mà mình muốn cho nó là sống để mà an vui, hạnh phúc, để có ý nghĩa với cuộc đời. Bản thân cũng có ý nghĩa trong cái từng sát na của hơi thở. Thì mình dạy nó chữ tín. Tín ở đây là gì? Hãy tin vào các việc thiện lành mà con đã làm, hoặc con sẽ làm. Tin vào các việc thiện lành. Con gieo cái duyên như thế này thì cái quả của con sẽ như thế này. Nếu con gieo cái duyên như thế này thì cái quả của con nó sẽ như thế này. Đó, mình hãy khuyến khích, động viên một đứa trẻ. Mình không thể nói nhân quả, mình cũng không thể nói Tam Bảo, tại một đứa trẻ nó nhỏ quá.
Một cái người chưa từng đi chùa, ngang bướng quá, mình cũng không thể nói tam bảo, không thể nói nhân quả. Nhưng mà mình sẽ nói rằng con hãy tin vào các việc thiện lành, con hãy làm. Như vậy thì cái đầu tiên mà chúng ta sẽ dạy một cái người chỉ có cảm tình với Phật giáo, đó là lòng tin đối với các pháp thiện lành. Rồi cái thứ hai là chúng ta dạy khi làm như vậy thì con phải biết xấu hổ. Con phải biết xấu hổ là những việc thiện lành này con làm nó chỉ đem đến, những cái việc thiện lành này chỉ đem đến lợi ích cho con, hoặc là những việc làm này nó làm hại con và hại những người khác. Cho nên con phải biết xấu hổ vì mình làm những cái việc nó không xứng đáng hoặc là nó trái với đạo đức. Rồi cái thứ ba mình dạy người ta là nếu mà lỡ người ta làm những cái việc đó, người ta có một chút xíu cái suy nghĩ thì mình hãy đánh động vào tâm của người ta bằng cái sợ hãi. À, là cái thứ ba. À, rồi phải sợ hãi cái việc làm này nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nó ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, nó làm hại cho xã hội. Rồi cái thứ tư là tấn, tức là siêng năng làm các pháp thiện lành, đã nghĩ thiện thì làm thiện liền. À, đó là tấn siêng năng làm các việc thiện lành. Và cái thứ năm là tuệ. Tuệ ở đây mà đối với cái người mà có cảm tình với Phật giáo thì làm sao mình nói được họ có trí tuệ các vị? Làm sao mình kêu là họ phải nghe, rồi phải suy tư, rồi phải tu đi? Không thể được, phải không? Họ có cảm tình thôi, chứ họ đâu phải Phật tử đâu mà kêu họ tu. Như vậy cái chữ tuệ ở đây, mình dạy họ làm sao? Đó là chữ tuệ ở đây có nghĩa là hãy tuân thủ sáu pháp hòa kính. À, như vậy thì đối với người mà có cảm tình với Phật giáo, chúng ta dạy họ có lòng tin đối với các thiện pháp. Chúng ta dạy họ là phải biết xấu hổ khi mà chúng ta làm một điều gì bất thiện. Chúng ta dạy họ là phải sống tinh tấn siêng năng. Và chúng ta dạy họ là tăng trưởng các sáu pháp hòa kính. Ở đây ai biết sáu pháp hòa kính là gì để chúng ta dạy con cháu chúng ta, những người chưa đến với đạo. Sáu pháp hòa kính để giữ gia đình hạnh phúc, để cho bản thân chúng ta cũng có thể sống được hạnh phúc, làm lợi ích cho xã hội. Đó là gì? Sáu pháp hòa kính đó là gì? Đó là gì? Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung. Chúng ta là những người Phật tử gương mẫu rồi phải không? Những người Phật tử rồi, lên hàng cấp bậc cao hơn. Nhưng mà sư cô hỏi các vị, có thân cùng nhau hòa hiệp ở chung với gia đình không? Có không? Có, và có người chưa, phải không? À, như vậy thì rất khó để mà chúng ta tiến thành một người Phật tử gương mẫu. Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung. Cái thứ hai, pháp hòa kính thứ hai là gì? Miệng không tranh đua cãi lẫy. Miệng không tranh đua cãi lẫy. Người ngoài mình không gây gổ với họ, làm sao mình có thể gây gổ với gia đình, với cha mẹ, với chồng, với vợ, với con mình được? Đó là pháp hòa kính thứ hai. Là người có trí tuệ thì thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy. Rồi cái thứ ba là gì? Pháp hòa kính thứ ba là gì? Ý ưa nhau không đối nghịch với nhau, không trái nghịch với nhau. Rồi pháp hòa kính thứ tư là gì? Giới luật đồng cùng nhau tuân theo. Giới luật đồng ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các nguyên tắc sống của gia đình, bổn phận của từng thành viên trong gia đình. Là một người chồng thì phải tuân thủ các cái nguyên tắc bổn phận của một người chồng. Là một người phụ nữ, người nội trợ, người vợ trong gia đình thì phải tuân thủ các cái nguyên tắc sống bổn phận của người phụ nữ, người vợ trong gia đình. Những người con cũng vậy, phải tuân thủ các cái nguyên tắc làm bổn phận làm con. Thì như vậy gọi là giới luật đồng cùng nhau tuân theo. Cái thứ tư là gì? Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau. Mình biết như vậy nhưng mà mình thấy vợ mình dở quá, mình biết như vậy nhưng mà mình thấy vợ mình xấu quá, mình biết như vậy nhưng mà mình thấy vợ mình là ăn nói nó thô tháo quá, mình chỉ lắc đầu rồi mình đi ra ngoài mình than thở với người khác là không đúng, phải không các vị? Phải không các ông thiện nam? Phải không? Và phụ nữ cũng như vậy, phụ nữ thấy ông chồng mình nó như thế này như thế kia thì cứ lắc đầu và đi ra than thở với nhau, và tìm một cái đối tượng, tìm một cái người chồng lý tưởng trong mơ. Nhưng mà Đức Phật mới nói rằng
Cái hạnh phúc của gia đình là cái kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau, sự hiểu biết cái khiếm khuyết của người này, mình nhẹ nhàng mình nói, mình đóng góp. Sự hiểu biết cái khiếm khuyết của người kia, mình nhẹ nhàng mình đóng góp, thì gọi là kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau. Thì lấy gì một gia đình nó tan nát, phải không các vị? Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là gì? Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lậy, ý ưa nhau không đối nghịch, giới lực đồng cùng nhau tuân theo. À, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là tứ sự chia đồng với nhau. Tứ sự chia đồng với nhau có nghĩa là tài sản chung của vợ chồng, tài sản chung của gia đình, thì chúng ta không nên giấu giếm, chúng ta không nên là làm một cái gì đó nó khuất lấp, khiến cho có sự nghi ngờ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái trí tuệ được tìm thấy ngang qua lời dạy của Đức Phật, đối với người chỉ mới có cảm tình với Phật giáo, đó là Đức Phật dạy là phát triển lòng tin, ha, lòng tin vào các thiện pháp. Rồi cái thứ hai là biết xấu hổ, cái thứ ba là biết sợ hãi khi làm những việc bất thiện, cái thứ tư là siêng năng tinh tấn làm các việc thiện, cái thứ năm là trí tuệ sáng suốt trong việc tuân thủ làm phát triển sáu pháp luật hòa. Thì đối với người này là sẽ sống được an vui, hạnh phúc, đời sống có ý nghĩa và tạo được cái hạnh phúc cho môi trường xung quanh. Rồi bây giờ đối với chúng ta đây, cái thứ hai là trí tuệ được tìm thấy ở con đường tu tập của người Phật tử, thì đó là trí tuệ tính, giới, văn, thí và tuệ. Nhưng mà tính của người Phật tử nó khác với cái tính, lòng tin của cái người mà có cảm tình với Phật giáo. Đối với người có cảm tình với Phật giáo thì mình dạy người ta là hãy tin vào các thiện pháp. Nhưng mà đối với Phật tử, cái chữ tin này là tin gì các vị? Đối với các vị đó, Đức Phật không dạy các vị là lòng tin đối với các thiện pháp nữa. Nhưng mà Đức Phật dạy cao hơn, phải có lòng tin cao hơn một chút xíu nữa. Tại vì tin với các thiện pháp là tin nhân quả rồi. À, tin việc làm thiện nó sẽ có cái quả thiện. Thì cái đó người Phật tử chúng ta đã hiểu rồi. Như vậy thì lòng tin ở đây mà Đức Phật muốn nói đối với các người, đối với các vị đã Phật tử. Khi nào gọi là Phật tử các vị? Khi nào gọi là Phật tử? Có quy y Tam Bảo. Và trên cơ bản là quy y Tam Bảo, rồi giữ giới, tự mình nhận giới. Rồi cái thứ ba là gì? Có đi chùa, có ăn chay, và có niệm Phật, phải không? Trên cơ bản là có đi chùa, rồi hoặc là đi chùa thường xuyên hoặc không thường xuyên, nhưng mà có ăn chay tháng 2 ngày, tháng 4 ngày, tháng 6 ngày, tháng 10 ngày, rồi có tu tập một chút là niệm Phật, mở ngoặt ra một chút xíu. Phật tử và Phật tử thuần thành nó khác nhau ở chỗ nào? Một người đi chùa, một người có nhận giới, có quy y, có nhận giới, con cũng niệm Phật đó, con cũng ăn chay đó, con cũng làm các pháp thiện lành đó, nhưng mà tại sao Như Lai không gọi con là Phật tử thuần thành, mà Như Lai chỉ gọi con là đệ tử Phật tử thôi, Phật tử thôi? Người đó phải như thế nào mới gọi là Phật tử thuần thành? Thì cũng là nhận giới rồi. Phật tử bình thường, đệ tử Phật tử, tuy người này đi đạo, đi vào chùa quy y 40-50 năm, tuy người này rất rành về tụng kinh bái sám, tuy người này có ăn chay trường cả đời luôn đó, nhưng mà đôi khi vẫn chưa được gọi là Phật tử thuần thành, vẫn chưa được đâu các vị. Nhưng mà có những người, người ta chỉ đi chùa một thời gian ngắn, 5-6 năm, hoặc là 10 năm, nhưng mà đôi khi không tới đó, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn như vậy mà được gọi là Phật tử thuần thành. Chứ không phải là chúng ta đi chùa lâu, chúng ta ăn chay trường cả cuộc đời của chúng ta, hay là chúng ta có thâm niên về cái tuổi đạo là Phật tử 40-50 năm, 50-60 năm, 70-80 năm. Không phải là như vậy. Phật tử thuần thành được đánh giá ở những phương diện sau đây. Cái thứ nhất là trên nền tảng cơ bản là chúng ta phải có quy y, phải không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái thứ hai là chúng ta tôn trọng giới và chúng ta giữ giới cho nó trọn vẹn.
Cái thứ ba là chúng ta cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cũng bái sám. Thì cái đó là trên cơ bản ai cũng có, Phật tử bình thường cũng có, Phật tử thuần thành cũng có. Nhưng mà cái thứ tư Phật tử bình thường không có. Dù chúng ta ở trong đạo nhiều năm chúng ta vẫn không có cái này. Đó là gì các vị? Đó là không lòng kính tin Tam Bảo thì có rồi, phải không? Đó là cái gì? Hả? Thiếu căn. À, kiêu căn ngạo mạn cũng chưa đúng. Cũng chưa đúng. Đó là gì? Đó là về pháp hành chúng ta không có. Chúng ta phải có pháp hành. Pháp hành có nghĩa là gì? Là ngoài cái việc mà chúng ta làm bổn phận của một người Phật tử, chúng ta làm bổn phận của một người trong gia đình, trong xã hội, thì chúng ta còn một cái gốc nào đó trong cuộc đời của chúng ta có sự tu tập. Chúng ta phải có sự tu tập. Mà tu tập này không có phải là một sự tu tập để tái sanh, không phải sự tu tập để hưởng phước của đời sau, nhưng mà sự tu tập này đó là sự tu tập để giảng sanh, để giải thoát. Tu tập con đường, mà con đường này phải khẳng định, phải dứt khoát, phải biết chắc rằng con đường này không đưa đến sự tái sanh, con đường này không đưa đến sự luân hồi. Phải tu tập. Đôi khi chúng ta thấy rằng là có nhiều người quan niệm sai lầm. Nếu mà nói tu tập như vậy thì thôi con khỏi bố thí cúng dường, tại vì con tái sanh nữa tức là con còn phải trở lại để nhận cái phước nữa, phải không? Thành ra có nhiều người nghe nói như vậy chỉ chuyên về tu tập thôi mà không làm việc bố thí cúng dường, không làm các cái việc công ích, công đức, thì như vậy cũng không đúng. Tại vì sao? Tại vì mình trợ duyên những cái việc mà các chị làm bố thí cúng dường hay là làm những việc mà công đức, thì nó trợ duyên cho cái sự tu tập giải thoát của mình. Cho đến cuối cuộc đời, nếu kiếp này giải thoát mà công đức nhiều quá thì làm sao? Mình sẽ chuyển nó thành phước trí. Phước đức mình sẽ chuyển thành phước trí để giải thoát, chứ nó không có mất ở đâu hết. Mình không muốn tái sanh thì cái phước đức này, bao nhiêu công đức con làm được, nó sẽ chuyển cho con trở lại thành cái phước trí, đưa cho con giải thoát. Thành ra chúng ta không sợ. Có nhiều người hiểu sai lầm, cho nên nhiều khi rồi chỉ chuyên tu, nhưng mà vì ba la mật không có, công đức không có, cho nên tu một thời gian rồi bỏ, hoặc là tu không có trọn vẹn. Rồi bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy Phật tử thuần thành chỉ khác nhau ở một cái điểm thứ tư mà thôi. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ tự hào rằng là chúng ta là Phật tử thuần thành. Xem coi chúng ta là Phật tử lâu năm hay là Phật tử thuần thành. Nếu chúng ta chỉ có quy y giữ giới, ăn chay niệm Phật, thì cái đó coi chừng là chúng ta mới chỉ là Phật tử bình thường mà thôi, lâu năm mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sự hướng đến tu tập, cầu giải thoát, và chúng ta làm những cái việc phước thiện để mà đưa đến những cái công đức chuyển thành trí tuệ để giải thoát, thì mới gọi là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành mà tiếng Pali Đức Phật gọi là gì các vị? Các vị ở đây có biết hết tiếng Pali là gì? Tiếng Pali là gì? U bà tắc. Dạ, u bà gì đó. Chính đó mới là Phật tử thuần thành, phải không? Rồi, cho nên là chúng ta chỉ, nếu chúng ta thấy chúng ta chưa đủ cái yếu tố thứ tư thì chúng ta chỉ xưng hô con là đệ tử Phật tử thôi. Nhưng mà chúng ta đủ cái yếu tố thứ tư thì chúng ta được quyền, Đức Phật nói, được quyền tự mình nói lên con là u bà tắc, con là u bà gì, tức là Phật tử thuần thành đó. Rồi bây giờ là lòng tin. Tính ở đây tức là gì? Trở lại, tính ở đây là gì? Đối với người Phật tử có quy y và có giữ giới thì tính ở đây là gì? Đó là lòng tin bất động. Đã lên rồi ha. Lòng tin bất động. Bất động ở đây có nghĩa là không lay động. Không có cái vấn đề gì làm cho con lay chuyển được tâm của con nữa hết. Lòng tin bất động đối với Tam Bảo. Đó, Phật tử thuần thành là như vậy. Phật tử bình thường thì lòng tin đối với Tam Bảo đôi khi còn lay động. Nhưng mà đối với Phật tử mà thuần thành, lòng tin đối với Tam Bảo không lay động các vị. Không lay động có nghĩa là sao? Không lay động có nghĩa là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thăng trầm của cuộc sống, ta không bỏ Phật Pháp Tăng, ta không bỏ Tam Bảo. Có nhiều người mới vừa quy y ngày hôm trước, ngày hôm sau phá sản đi, làm ăn thất bại, hoặc là ngày hôm trước, ngày hôm sau gặp một cái sự cố gì nó lớn trong cuộc đời, thì cho rằng tại mình quy y mà nó có chuyện như thế này.
rồi lại sợ quá bỏ đi. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng chính cái sự quy y đó, chính cái sự quy y đó nó chuyển tất cả những cái loại nghiệp của chúng ta. Nó chuyển, nhưng mà vì nó chuyển, khi mà nó chuyển nghiệp mà ta không đủ phước báo để vượt qua, cho nên nó mới có những cái sự cố nó xảy ra một chút trước mắt cuộc đời của chúng ta mà thôi. Chứ nói ta sẽ vượt qua, vì sao mà phải có lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng, đối với Tam Bảo? Sự khác biệt giữa hai người, sự khác biệt giữa người có quy y, người có lòng tin đối với Tam Bảo nhưng mà có lui sụp, và người có lòng tin đối với Tam Bảo nhưng không có lui sụp, nó khác biệt nhau rất xa. Nếu người này có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, có thể kiếp này vị này phải trả những cái nghiệp trong quá khứ, hoặc là trả những cái nghiệp mà mình đã tạo. Tại chúng ta sống trên cuộc đời này là chúng ta phải trả nghiệp, phải không các vị? Nhưng mà lòng tin bất động đối với Tam Bảo khiến cho chúng ta có thể chuyển nghiệp và chúng ta có thể dừng nghiệp. Ba người cùng chết, ai rồi cũng phải chết. Ba người cùng chết, người có quy y cũng chết. Người có quy y nhưng mà lòng tin có thể thay đổi, khi thì tin Phật, khi thì tin Pháp, khi tin Tăng, nhưng mà khi thì lơ là đối với Tam Bảo, khi thì đôi khi là nói xấu Tăng, hoặc là khinh thường Tăng, hoặc là đôi khi phỉ báng kinh điển Phật Pháp vân vân. Rồi đối với cái người mà có lòng tin bất động thì họ không có những cái mà nốt thăng trầm khi dày khi khác trong tâm của họ. Ba người đều chết hết, ba người đều phải chết, chúng ta rồi phải chết phải không? Nhưng mà ba cảnh giới chúng ta sẽ đến khác nhau. Đối với người không quy y, không có lòng tin gì hết đối với Tam Bảo, thì khi mà chết chúng ta phải trả hết toàn bộ những cái nghiệp chúng ta tạo ở cái cảnh giới nó tương ứng với những nghiệp chúng ta tạo. Rồi vì không có đủ phước cho nên chúng ta sẽ tiếp tục đi vào những cảnh giới khổ đau hơn. Đối với cái người mà có quy y nhưng mà khi dày khi khác, khi tin Phật, khinh Pháp, tin Tăng, nhưng mà khi tin Phật là nghĩa là tin Phật là Phật phải cho mình cái này, Phật phải cho mình cái kia, Phật phải cho mình cái nọ. Còn tin Pháp có đôi khi thấy tụng kinh hoài mà không thấy có kết quả gì, thôi mình đi qua tụng cái kinh của tôn giáo khác, thí dụ vậy. Hoặc là thôi mình đừng tụng kinh, bây giờ mình làm một chuyện gì khác. Hoặc là Tăng, lúc đầu thì cũng tin Tăng, nhưng mà Tăng cũng là một người phàm, nhưng mà mình không hiểu chuyện đó. Mình nghĩ là tu sĩ thì phải tuyệt vời lắm, tu sĩ thì phải hoàn hảo lắm, nhưng mà có những lúc mình thấy tu sĩ không được hoàn hảo lắm, mình khởi lên cái lòng bất kính, vân vân. Thì cũng chết, nhưng mà bình thường mình cũng có làm phước, nhưng mà đối với Tam Bảo thì không có vững vàng. Thì khi mà chúng ta chết như vậy, thì có những lúc nhờ cầu siêu, chúng ta phải nhờ đến sự trợ duyên của người khác, của người sống. Thì cái phước phát sanh mà chúng ta làm, nó mới sống dậy, rồi chúng ta mới có thể đi ra cảnh giới khổ đau đó. Tức là người này phải nhờ phước trợ duyên. Cho nên chúng ta thấy đôi khi rồi chúng ta biết là người thân của mình, người chồng, người cha, người vợ hoặc người con là sợ rơi vào cảnh giới khổ đau, tại vì bình thường là cũng không phải tin hoàn toàn vào Tam Bảo hay là có làm những việc bất thiện, cho nên mình phải cầu siêu hoặc mình phải làm một cái gì đó để trợ duyên cho người đó được sớm tái sanh vào cảnh giới an vui. Nhưng đối với người có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, đối với người có lòng tin bất động đối với Tam Bảo thì một sát na, nếu lỡ cái lúc mà cận tử nghiệp gần chết á, hoặc là trong một sát na lỡ tạo một cái điều gì đó nó bất thiện, thì người này hoặc là sám hối ăn năn, hoặc là người này vì sợ quá không dám sám hối ăn năn, sợ nếu sám hối ăn năn thì người khác biết, người ta sẽ làm cho mình khổ đau hơn, giấu kín ở trong tâm. Nhưng mà lại có lòng tin bất động đối với Tam Bảo, chỉ một phút vô minh sơ hở mình tạo tội hoặc là khi gần chết mình khởi lên cái tâm dính mắc cuộc đời, mình khởi lên cái tâm phiền não đối với những cái người xung quanh ồn ào quá vân vân, thì người này cũng chết. Nhưng rồi làm sao các vị? Nhưng rồi làm sao? Đâu có thể nào giống với cái người mà không có tin Tam Bảo, phải không? Cũng đâu có thể giống với cái người mà có tin Tam Bảo nhưng mà khi tin rồi khi không tin, khi tôn trọng, khi phỉ báng, đâu có giống được. Thì người này sao? Khi chết, người này cũng chết.
không cần ai trợ giúp hết. Không cần cầu siêu, cũng không cần sự trợ duyên của bất cứ người nào. Phước phát sanh của người này tự phát sanh rồi dẫn người này đi tái sanh cảnh giới an vui. Đó là cái lợi ích của cái lòng kính tin bất động đối với Tam Bảo là như vậy. Người Phật tử thì lòng tin bất động đối với Tam Bảo chưa đủ. Phải có giới bảo vệ, phải không? Giới đây có nghĩa là gì? Giới đây có nghĩa là đại diện cho sự không sợ hãi. Người có giới là không có sợ hãi, tại có phạm có gì đâu mà sợ. À, đại diện cho sự không sợ hãi, đại diện cho hạnh phúc, đại diện cho sự thành công. Giới là đại diện như vậy đó các vị. Giới là đại diện cho sự không sợ hãi, giới là đại diện cho hạnh phúc, giới là đại diện cho sự thành công. Người không có giới thì chúng ta mới sợ. Chúng ta sát sanh nhiều quá, chúng ta lấy của không cho nhiều quá, chúng ta tà hạnh trong các dục, chúng ta nói dối nhiều quá, thì chúng ta sợ là đúng rồi, phải không? Còn người mà hạn chế, từ bỏ cho đến là chấm dứt, thì người này không có gì sợ hãi hết. Rồi người này là tôn trọng tài sản của người khác, không lấy. Người này không tà hạnh trong các dục, người này cũng hạn chế, từ bỏ và chấm dứt nói dối. Rồi người này lại không có đam mê trà đình tủ điếm, rượu chè cờ bạc, thì không có gì sợ hãi. Tượng trưng cho hạnh phúc có nghĩa là gì? Vì mình được giới bảo vệ, được giới ngăn cản, được giới nghĩa là nhắc nhở, cho nên mình không làm cho mình đau đớn, mình cũng không làm cho người khác đau đớn, thì gọi là hạnh phúc. Và thành công có nghĩa là gì? Người có giới thì đi đâu cũng được mọi người kính nể thương yêu. Người có giới đi đâu cũng được mọi người tin tưởng. Các vị biết rằng làm sao chúng ta, người mà không có giới thì gọi là người gì? Người mà chuyện gì ác cũng làm thì gọi là người gì? Người không có giới thì việc gì cũng làm hết thì gọi là người gì? Mình không, người đời người ta nói tôi có nhận giới đâu mà nói tôi phá giới, phải không? Nhiều khi người đời người ta đâu có nhận giới, mình nhận giới thì mình nói mới nói là người phạm giới. Các vị Phật tử thì các vị phạm thì mình mới nói à, chị đừng có phạm giới đó, nghe không? Nhưng mà người đời người ta sẽ cãi là các vị đó. Người ta nói tôi có nhận giới đâu, tôi có quy y đâu mà tôi nhận giới mà nói tôi là phạm giới. Thì mình sẽ nói sao? Cái người mà việc ác gì không làm thì Đức Phật gọi là sao? Thành ra đôi khi mình phải cẩn thận. Đối với người Phật tử thì người ta phạm thì mình mới nói phạm giới, phải không? Nhưng mà đối với người đời, người ta không có quy y, người ta không có nhận giới thì cũng là phạm giới đó, nhưng mà mình không thể nói từ phạm giới. Tại người ta có nhận giới đâu mà nói phạm giới. Thì mình nói là sao? Mình nói là người ác, người xấu ác, phải không? Người xấu ác. Phật tử nếu mà phạm giới thì cũng là người xấu ác, nhưng mà mình dùng thêm một từ là phạm giới. Nhưng mà bây giờ mình tránh đi, mình dùng cái từ xấu ác mà Đức Phật đã dùng. Bây giờ làm sao để cái tướng ác của cái người mà phạm giới nó ở chỗ nào? Rồi cái tánh, đặc tánh của người ác, người xấu ác, người phạm giới đó nó nằm ở đâu? Chúng ta biết để chúng ta tự xét lại mình xem mình có giới hay là mình là người xấu ác, hay là mình là người giới không trọn vẹn. Cái tướng của người phạm giới nằm ở đâu các vị? Cái tướng của người phạm giới nằm ở đâu? Cái tướng của người phạm giới nằm ở cái thân hành động. Cái tướng của người phạm giới nằm ở cái thân hành động. Thân thì làm việc xấu ác, phải không? Miệng thì nói việc xấu ác. Ý thì suy nghĩ xấu ác, là cái tướng ác. Rồi cái đặc tánh của người ác, đặc tánh của người phạm giới, đặc tánh của người xấu ác, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chối quanh co. Phạm xong rồi không chịu nhận, chối quanh co, và dùng bao nhiêu cái biện tài của mình để nói không, tôi làm chuyện đó vì tôi thương cái người đó đó tôi mới làm. Tôi làm chuyện đó bởi vì tôi nghĩ đến lợi ích của người đó, vân vân, nghĩa là chối quanh co. Khi làm điều xấu ác mà mình không dám nhận, mà mình còn bao che, bao che và nói khỏa lấp, thì đặc tánh của người xấu ác. Cho nên chúng ta biết như vậy để chúng ta tránh. Đôi khi mình có giới, mình giữ giới, nhưng mà mình phạm vào cái việc bao che như thế này. Hồng, con cắt gà, cắt cổ, cắt vịt, con đâu có ăn đâu. Nhưng mà con cho những đứa con nó ở thành phố nó mới về đó nó ăn. Có không? Có không? Có, phải không? Đó. Đặc tính chối quanh con thì mình cứ nhận.
Tại vì chính tay mình sát sanh thì mình nhận, chứ tại sao mình chối quanh co được? À, thì đặc tánh của cái người mà cái giới nó trục trặc đó, hoặc là xấu ác, nó nằm ở những cái chỗ như thế đó. Rồi bây giờ chưa đâu các vị, tướng của người xấu ác thì là thân hành động, miệng nói và trong suy nghĩ đều không thanh tịnh, đều không có thiện hết. Rồi đặc tánh là chối quanh co, dùng bao nhiêu miệng lưỡi của mình để bảo vệ, che chở cái việc làm sai quấy của mình. Rồi cái bây giờ cái ấn tích của cái người xấu ác nè, tức là nơi tái sanh của người xấu ác, thì là đi đâu? Là đi vào những đường thống khổ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó. Như vậy thì chúng ta biết như vậy, để chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta thuộc lòng giới, chúng ta còn phải biết là cái giới này là cái giới bảo vệ, bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi, bảo giúp cho chúng ta được hạnh phúc và thành công. Nhưng mà cái tướng có chừng, cái tướng ác của chúng ta có giới, nhưng mà cái tướng ác nó hiện ra ở cái thân chúng ta, cái miệng chúng ta, cái lời nói của chúng ta và cái suy nghĩ của chúng ta, khiến cho chúng ta phạm giới hồi nào chúng ta không hay. Rồi bây giờ, văn có nghĩa là nghe. Cái thứ ba là người Phật tử phải nghe. Nghe để làm gì? Nghe để làm gì các vị? Nghe để suy diễn lại, để coi lại coi những gì mình sống từ nào giờ, mình hành động từ nào giờ, nó có đúng chuẩn mực của một người Phật tử chưa? À, các vị biết rằng là cái nghe nó quan trọng lắm. Nhưng mà nghe xong mà đứng dậy thì cái đó gọi là cái gì? Cái trí tuệ gì? Cái trí tuệ bắp vế. À, nghe xong rồi phải suy tư. Suy tư xong chưa đủ, suy tư xong rồi còn phải thực hành. À, cái văn ở đây là đưa đến trí tuệ. Rồi cái thứ năm, cái thứ tư là thí, tính giới văn thí và tuệ. Thì thí ở đây có nghĩa là gì? Thí ở đây có nghĩa là tập buông xả đi. Tập buông xả, tập bỏ ra đi. Cái thí mà của người Phật tử thuần thành, có quy y, có giữ giới, thì cái thí này là cái thí tập buông xả ở những vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta tập buông xả những gì dính mắc ở trên thân chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta tập buông xả những gì dính mắc trong tâm của chúng ta. Chứ không phải là con xả ra rồi, con đưa ra rồi, như vậy là con được phước, không phải. Nhưng mà tâm của các tâm của chúng ta còn dính mắc thì chưa gọi là thí. Như vậy thí ở đây đối với một người Phật tử thuần thành, thì thí ở đây là tập buông xả những gì dính mắc trong tâm. Tập buông xả những cái tham, những cái chất chứa giận hờn, những cái mà hành động si mê. Rồi cái tuệ mà của người Phật tử thuần thành đó là tuệ gì? Nó đâu có giống như là thực hành sáu pháp hòa kính của cái người có cảm tình đối với Phật giáo đâu, phải không các vị? Cái tuệ của người Phật tử thuần thành, cái tuệ của người Phật tử gương mẫu, nó có khác một chút xíu. Tuệ đây có nghĩa là gì? Tính là lòng tin bất động giới với Tam Bảo, phải không, người Phật tử thuần thành? Cái thứ hai là giới, là giữ giới cho nó trọn vẹn, đừng để cho tướng ác hiện ra, đừng để cho cái tánh ác nó hiện ra, đừng để cho cái ấn tích ác nó hiện ra. Rồi cái thứ ba, văn là nghe. Thứ tư là tinh tấn thực hành, con đường tu tập. Và cái thứ năm, tuệ ở đây có nghĩa là gì? Không có phải là thực hiện sáu pháp hòa kính nữa rồi, mà tuệ đây của một người Phật tử thuần thành của chúng ta đang học ở đây đó là gì? Đó là gì các vị? Tuệ ở đây có nghĩa là gì? Tuệ ở đây có nghĩa là thực hành con đường giải thoát mới gọi là tuệ. Tại sao chúng ta phải thực hành con đường giải thoát? Bởi vì chúng ta là một người Phật tử thuần thành rồi. Chúng ta biết tất cả các pháp trên cuộc đời này, dù là nó bền chặt cỡ nào thì nó cũng có đến một lúc nào đó nó phải tan rã. Cái thân của chúng ta cũng vậy, thế giới chung quanh chúng ta cũng vậy, tất cả đều là thay đổi. Mà thay đổi thì gọi là gì? Là vô thường, phải không? Nó đều là thay đổi, chỉ có một cái không thay đổi đó mà thôi. Đó là cái gì các vị? Đó là gì? Không phải, nghiệp ta cũng có thể thay đổi, ta có thể chuyển nghiệp của chúng ta mà, thì không thể gọi là nghiệp không thay đổi. Có cái mà không thay đổi đó là gì? Cuộc sống chúng ta thay đổi nè, thân chúng ta thay đổi nè, tâm chúng ta thay đổi nè, hoàn cảnh sống chúng ta thay đổi. Nhưng mà còn một cái không thay đổi, đó là gì?
Đó là cái tuệ giác của chúng ta. Cái chân hạnh phúc, cái chân thiện mỹ của chúng ta nó không thay đổi. Nó không thay đổi. Thành ra làm sao để chúng ta đi đến được cái chân hạnh phúc đó, cái chân thiện mỹ đó, thì ngang qua con đường là cái tuệ của người Phật tử, ngang qua con đường là phải tu nó mới có tuệ. Các vị không tu, dù các vị nghe pháp cả 7 ngày, các vị nghe pháp cả cuộc đời, nhưng các vị không thực hành con đường hạnh phúc thì các vị vẫn không có hạnh phúc. Bây giờ cái tu như thế nào đây? Có những người vừa nghe xong mấy bài pháp thì giác ngộ giải thoát liền, đó là ai? Là buông xả liền. Tu ở đây có nghĩa là gì? Cái chữ tuệ của một người Phật tử thuần thành, tu cái gì các vị? Tu cái gì? Tu cái gì? Tu buông xả. Tu cái gì? Sửa, các vị ngồi nãy giờ có lỗi gì đâu mà sửa. Các vị có lỗi gì đâu mà sửa. Phải không? Như vậy tu cái gì? Chúng ta tập tu, chúng ta tập buông. Đó là người Phật tử thực hành. Chúng ta tập buông những gì mà chúng ta chưa buông được trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy tập buông đi. Mở bớt cái sợi dây trói buộc nó ra đi. Thì chúng ta tập buông. Cái tuệ mà của người Phật tử thuần thành là như vậy. Cho nên có những người mà vừa nghe một cái bài pháp xong, vậy đó buông liền tất cả những sự dính mắc của cuộc đời. Thì đó là ai? Được đạt được pháp nhãn thanh tịnh, tức là bước vào dòng thánh rồi đó. Là ai? Là Ngài Kiều Trần Như, phải không? Gọi là A Nhã Kiều Trần Như, các vị cũng đã nghe. Nhưng mà có những người sau hết cái bài pháp đó xong rồi, bài pháp đó xong rồi, hết bài pháp đó xong rồi, vị này mới có thể buông được. Như là ai? Như là ông Cấp Cô Độc, như là bà Visakha, rất là nhiều người. Như là vua Tịnh Phạn, vừa nghe xong một bài pháp là có thể buông xả được những cái dính mắc của cuộc đời. Nhưng mà cũng có những người, có thể là chúng ta đây, nhưng mà cũng có những người nghe xong bài pháp đó rồi, rồi bài pháp đó được diễn tả nhiều lần, giải thích nhiều lần, rồi chúng ta nghe lại bài pháp đó, rồi cũng được giải thích nhiều lần, diễn tả nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn không buông được những dính mắc của cuộc đời. Có phải chúng ta không? Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ nói chữ buông nó dễ, nhưng mà bây giờ rõ ràng là con nghe nhiều quá mà sao con buông không được? Cái gì con cũng dính hết trơn, vật chất, tiền bạc dính không? Tham không? Tham. Tình cảm tham không? Con đừng có thương ai hết, con chỉ thương ba mẹ thôi nha. Con đừng có chia sẻ với ai, ông cũng vậy, ông đừng có thương ai hết, ông chỉ thương gia đình này thôi. Bà cũng vậy nữa, bà lo cho gia đình đi, bà lo bao đồng quá, thí dụ như vậy. Nói thì nó rất là dễ, nhưng mà để thực hành thì nó rất là khó. Thì bây giờ làm sao? Nghe pháp nhiều đó, giải thích nhiều đó, cũng lại Phật sám hối nhiều đó, nhưng mà dính mắc nó cũng còn nhiều quá. Bây giờ phải làm sao? Đức Phật nói không sao đâu. Đức Phật nói không sao đâu. Ngay trong đời này, con có thể buông được tất cả để con đạt được cái sự an vui vĩnh viễn, hạnh phúc, không còn phải lo âu sợ hãi. Đó là mình phải làm sao? Khi đi nghe pháp, các vị phải làm sao? Các vị phải chuyên chú lắng nghe. Khi chuyên chú lắng nghe, mình sợ mình quên, về nhà mình không thực hành được, thì các vị phải ghi chép cẩn thận những điều mà mình được nghe. Phải ghi chép lại. Rồi ghi chép lại xong rồi, không phải về để trên bàn thờ Phật, phải không? Không phải là để cho Phật coi, không phải là để cho người khác đọc, mà về là mình ôm lại liền. Những gì mình đã nghe, mình ghi chép, nếu thiếu thì mình bổ sung vô. Rồi ghi chép xong mà ôm lại xong, không có nghĩa là như vậy là giải thoát đâu, không có nghĩa là buông được đâu. Mình chỉ là cái đãi để nói chuyện thôi, cái đãi đựng sách thôi. Nhưng mà mình phải thực hành. Phải thực hành, cuộc đời này nó hạn chế lắm. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ. Bận lòng chi những thù hận du dơ, vết trầy nhẹ đừng làm thân đau nhức, tâm thương yêu là biển rộng vô bờ. Chất chứa để làm gì? Trong khi mình càng chất chứa thì mình càng mất người thân của mình, mình càng giận hờn thì mình càng xa rời những người thân của mình. Chi bằng là cái vết trầy nhẹ, cái sự mâu thuẫn nó nhẹ, hãy khỏa lấp nó lại đi. Phật tử thuần thành nó là vậy, đời quá ngắn rồi, và hãy tập tâm sống như cái tâm của biển. Đừng có tập sống như cái tâm của rạch ngòi. Trong một cái bài mà kinh Đức Phật dạy sông và biển được chế tác thành một cái bài nhạc đó, thì chúng ta biết rằng
là trong một cái bài kinh sớ giải thì có nói như thế này: con chưa từng thấy biển, con chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe sư bảo biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Nếu ai, Đức Phật dạy, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp hơn sông. Con sông nó đã hẹp, kênh ngòi rạch nó đã hẹp, mà mình sống ích kỷ, mình sống tham lam, ganh tị, tật đố, tức là mình sống cho mình chứ gì, thì cái lòng hẹp nó hơn sông. Nhưng nếu ai sống cho muôn loài thì lòng rộng mênh mông, phải không các vị? Như vậy thì mình tập sống, mình buông, phải có sự thực hành. Thì Đức Phật tuyên bố rằng chỉ đến cuối cuộc đời của người đó, không xa hơn nữa, người này sẽ tái sanh vào cảnh giới Niết Bàn an vui của chư Phật, hay mình gọi là giảng sanh. Rồi bây giờ còn một hạng người nữa, con cũng có thực tập đó, con cũng cứ ghi chép đó, con cũng có đọc đi đọc lại quá trời luôn như vậy đó à, nhưng mà đụng cái là con không ưa cái bà đó đó, đụng cái là con không ưa cái tướng đi của cái cô đó đó à, đụng cái là cái lời nói đó mà sao mà nó kỳ cục như vậy. Con cũng thực hành nhưng mà sao mà đụng chuyện rồi không thay đổi được nhiều. Thì Đức Phật nói tại sao các vị? Đức Phật nói không sao đâu con, vì ba la mật phước báo của con chưa tròn đủ. Phước báo mình chưa tròn đủ cho nên mình có tu đó, nhưng mà vẫn chưa có thể buông xả được. Vì vậy mà con hãy tập 10 điều sau đây, 10 công đức hoàn hảo. 10 công đức hoàn hảo con sẽ có được phước báo tròn đủ. Và nếu phải tái sanh, con chỉ tái sanh một lần nữa thôi. Đối với người Phật tử, đối với người đệ tử Như Lai, tái sanh một lần hoặc cao lắm là tới mấy lần các vị? Đức Phật thường hay nói tái sanh một lần hoặc cao lắm là 7 lần mà thôi. 7 lần đầu nó quá ngắn, phải không? Thì như vậy 10 công đức hoàn hảo đó là gì mà chúng ta cần phải tạo, gọi là ba la mật đó. Nếu mà chúng ta đời này chưa giải thoát mà chúng ta đã có tu rồi, thực hành quá nhiều mà không được, thì chúng ta phải xem coi 10 công đức này mình có hoàn hảo hay chưa, hay là mình vẫn còn thiếu cái gì đây. Ở đây các vị đều có hết, nhưng mà mỗi thứ chút thôi, phải không? Không có đẩy mạnh, không có phát triển thành hoàn hảo. Bây giờ công đức thứ nhất là gì? Là bố thí, cho ra với bàn tay rộng mở, các vị có chưa? Có. Con có cho 10.000, con có 100.000, con có cho 1.000.000. Nhưng mà tâm của mình có rộng mở hay chưa? Cho đây không có nghĩa là cho vật chất. Cho đây cũng có nghĩa là cho nụ cười, cho ánh mắt cũng là cho. Bố thí với bàn tay rộng mở. Cho mà thấy vô mặt người ta à, hoặc là liếc người ta một cái à, hoặc là cười không có nổi với chị rồi á nha. Đó, thì cái đó đâu phải là bố thí với bàn tay rộng mở. Bàn tay rộng mở không có nghĩa là nè coi đâu còn gì, không phải. Bố thí với bàn tay rộng mở có nghĩa là mở tâm ra các vị. Hãy cho. Chúng ta có hết nhưng mà còn hoàn hảo thì chưa, phải không các vị? Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, giới có trọn vẹn chưa? Đức Phật không có bắt buộc chúng ta một đời này phải trọn vẹn giới, nhưng mà Đức Phật có khuyên như thế này: hạn chế đi con, rồi từ bỏ đi con, rồi chấm dứt đi con. Ngày xưa con giết nhiều quá, gà vịt gì con cũng làm láng hết trơn luôn à, nhưng mà bây giờ con hạn chế đi. Tháng con chỉ giết có 20 ngày, còn 10 ngày đó con tha cho nó đi, gọi là hạn chế. Rồi bây giờ từ bỏ đi. Từ bỏ, mình biết rằng đau khổ như thế này, gia đình tan nát như thế này, bệnh tật như thế này, là sát sanh nhiều quá, thôi con từ bỏ. Nhưng mà bây giờ con còn phải nuôi gia đình, còn phải nuôi con cái, thì bây giờ từ bỏ là từ bỏ làm sao? Chả lẽ ăn chay? Gia đình con đâu có ai chịu ăn chay. Thì cái chữ từ bỏ này có nghĩa là gì? Từ bỏ này có nghĩa là bây giờ mình không sát sanh nữa, mà mình chợt đến, chợt thấy và chợt mua à, là từ bỏ. Đạo Phật không có cấm ai hết, nhưng mà hạn chế, rồi lên từ bỏ, rồi bây giờ chấm dứt đi. Không muốn tái sanh nữa mà. Đối với người không muốn tái sanh nữa thì còn ăn thịt chúng sanh thì phải trở lại đây. Trở lại đây không có nghĩa là trở lại đây để cho nó cắn, nó giết, nó cắt cổ, nhưng mà trở lại đây để trả nghiệp. Trả nghiệp bằng cách gì? Gia đình không vui nè, không hạnh phúc nè. Trả nghiệp bằng cách gì? Thân đau ốm bệnh tật nè, ta xẻo chỗ này, ta xẻo chỗ kia, cũng là trả nghiệp đó. Thành ra thôi, còn không muốn nữa, con không muốn trở lại đây, con muốn giải thoát, thì Đức Phật nói chấm dứt đi. Cho nên đạo Phật là đạo rất là phương tiện, chứ không có bắt buộc ai. Anh thấy có lợi ích thì anh làm, còn nếu thấy không cần thì cũng không sao à, tại vì lợi ích của mọi người. Cho nên là chúng ta thấy khi mà trở lại cái vấn đề, thì cái trí tuệ ở đây được thực hành,
được thực hiện ngang qua những cái việc làm mà tự nguyện chúng ta. Rồi bây giờ thứ nhất là bố thí với bàn tay rộng mở, cái thứ hai là giữ giới. Giữ giới bằng có những cấp bậc khác nhau. Anh giữ giới trọn vẹn thì anh được hưởng phước trọn vẹn, anh giữ giới không được thì anh hạn chế thì có cái phước của hạn chế, từ bỏ thì có cái phước của từ bỏ, và chấm dứt thì nó sẽ có cái phước của chấm dứt mà thôi. Đó. Rồi cái thứ ba là gì? Nhẫn. Chúng ta hãy nhẫn các vị. Trong cuộc sống này càng ngày chúng ta thấy càng mất kiên nhẫn, phải không các vị? Càng mất kiên nhẫn, nhưng mà người nhẫn được mới là người tài ghê. Ghê lắm phải không? Nhẫn được, nhẫn nữa nghĩa là gì? Các vị hãy nhẫn với bản thân của các vị. Đau ốm bệnh tật, đau ốm bệnh tật xảy ra trên mình tại sao bắt người thân của mình phải chịu đựng với cái đau ốm bệnh tật của mình? Phải không? Hãy nhận với cái thân già nua này, lẫn lộn này là của mình. Cái thân này nó của mình, tại sao là bắt những người thân của mình phải chịu đựng? Rồi sự chết chóc này là mình ra đi thì để mình lấy một cái thân mới, tại sao mà làm cho người thân mình khổ? Cho nên nhận với thân. Rồi nhận với cái gì? Nhận với tâm. Nhận với cái tâm. Nhận với cái tâm là cái tâm mình sân si thì của mình, chứ tại sao mà bắt người thân của mình phải gánh những cái sân si của mình, gánh những cái phẫn nộ của mình. Cho nên vừa muốn la ai thì phải thuộc lòng cái câu là đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ. Thuộc chưa? Nãy giờ thuộc chưa? Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những thù hận du dơ. Vết trầy nhẹ đừng làm thân đau nhất, nén lại đi, nhẫn lại đi. Một mình chịu đựng thôi, đừng bắt gia đình và xã hội phải chịu đựng cái phiền não của mình. Hoàn cảnh xung quanh cũng vậy, hàng xóm láng giềng chúng ta phải nhẫn. Và đặc biệt cái thứ tư là nhẫn gì? Đặc biệt cái thứ tư là nhẫn gì? Ai nói được? Nè, nhẫn với bản thân nè, nhẫn với tâm nè, nhẫn với hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh là những người xung quanh, rồi thời tiết, rồi ăn uống mình nhẫn. Nhưng mà còn cái thứ tư mới là thật là quan trọng. Đó là nhẫn với gì? Đó là nhẫn với con đường tu tập của mình. Các vị phải nhẫn, phải kiên trì, đừng bỏ cuộc các vị. Đã đi tới đây rồi, đến chùa Hoằng Pháp rồi, là các vị chỉ đi lên thôi, không rớt xuống. Dứt khoát là không cho nó rớt xuống. Tại vì sao? Tại vì mình đã đi hơn 2/3 đoạn đường rồi, chỉ cần giới tay để lấy được cái thành quả thôi. Nhưng mà các vị phải tự các vị lấy được cái thành quả đó, chứ không ai lấy được thành quả đó. Khi mình đạt được thành quả đó thì mình muốn giúp ai nó rất là dễ dàng. Khi mình chưa có thành quả, mình cầu nguyện cỡ nào cũng không được. Đó, thì cái thứ ba là nhẫn. Các vị nhớ nhẫn 4 điều ha. Nhẫn thân, nhẫn tâm, nhẫn hoàn cảnh xung quanh, là nhẫn giới, con đường tu tập. Rồi cái thứ tư là gì? Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn dục nè, tinh tấn. Tinh tấn làm các việc thiện. Các vị sẽ nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Mình khổ như vậy là do nghiệp của mình, chứ không ai làm mình khổ. Thì bây giờ mình nhẫn, mình tinh tấn lên, mình làm thiện thì mọi việc nó sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là chân thật. Các vị phải sống chân thật với chính bản thân mình. Các vị đừng lừa dối mình. Tại vì các vị có thể lừa dối gia đình mình, lừa dối xã hội, nhưng các vị không thể lừa dối chính các vị. Sẽ có ba người biết các vị sống có chân thật hay không. Ai? Người thứ nhất là ai? Là chính mình. Thấy không? Người thứ nhất là biết mình sống có chân thật hay không. Mình sống chân thật thì mình có phước báo, mình giảng sanh, mình tái sanh cảnh giới an vui. Mình sống không chân thật thì mình biết rằng người đầu tiên biết là mình sẽ đi vào cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chính mình. Cho nên phải sống chân thật. Có thì nói có, không thì nói không. Có tu thì nói có tu, không tu thì nói không tu. Chứ không nói là con tu dữ dội lắm, con tu này nọ nọ kia lắm, nhưng mà thật sự thì ngủ quá, ăn quá, cái gì cũng quá, phải không? Cái thứ hai là người thứ hai sẽ biết mình có chân thật hay không là ai? Là Như Lai. Đức Phật chứ. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười rằng sao con tệ quá hơn người, phải không? Tệ quá mà mình nói là con đâu có tệ gì đâu Phật. Đó là cái tướng xấu nó hiện ra rồi đó. Con đâu có tệ gì đâu. Thật sự là Như Lai hiểu. Và cái người thứ ba hiểu mình có chân thật hay không là ai? Chính là nghiệp của mình. Nghiệp của mình. Sao giờ tôi khổ dữ vậy nè, tôi sống tôi đàng hoàng quá, nhưng mà chỉ đàng hoàng giờ, nhưng mà thật sự là kiếp trước chỉ có đàng hoàng hay không? Thành ra là chúng ta phải sống chân thật, vì chúng ta không thể qua mặt được ba người này. Rồi cái đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu là gì? Là quyết định.
chúng ta quyết định làm một cái gì, cũng như chúng ta đã quyết định rằng là lên xe đi về quận 1 thì chúng ta phải lên xe. Chúng ta quyết định rằng từ nhà đi đến chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu tập thì chúng ta phải quyết định lên cho bằng được cái chiếc xe để đến bằng được cái chùa Hoằng Pháp. Cũng giống như vậy, các vị quyết định rằng chấm dứt cái khổ đời này thì các vị phải tu cho được cái pháp môn và phải thực hành những cái gì đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Gọi là cái quyết định nó quan trọng lắm các vị. Trong cái pháp tu niệm Phật thì tính hạnh và nguyện đó là rất là dữ dội luôn. Nguyện đó, thành ra các vị phải có sự quyết định dứt khoát. Đi là phải đến. Và cái đến của chúng ta là cái đến an toàn, cái đến chắc chắn, chứ không phải đến xong rồi là chúng ta đem về một mớ bồng bông khổ. Phải không các vị? Đó. Cái thứ sáu là quyết định. Cái thứ bảy là phải có tâm từ. Từ ở đây có nghĩa là gì? Ô, con từ bi dữ lắm. Con từ bi dữ lắm thầy ơi, con từ bi dữ lắm Phật ơi. Từ có nghĩa là gì? Chúng ta coi chừng lạm dụng từ, cái danh từ từ. Cái tâm từ có nghĩa là gì? Từ có nghĩa là thông cảm đó các vị. Các vị có thông cảm cho mọi người chưa? Các vị có thông cảm cho những người khác chưa? Các vị có tha thứ, các vị có thông cảm cho lỗi lầm của người ta chưa? Hay là thấy người ta lỗi một chút xíu, cái ở đây mình hả hê, mình vui. Hoặc là thấy chúng ta có lỗi một chút xíu, thay vì xoa dịu thì mình đi nói ra cho nhiều người cùng biết. Cái đó không phải là tâm từ đâu. Từ có nghĩa là sự thông cảm. Rồi cái thứ 8 là bi có nghĩa là gì? Nếu mà đã có thông cảm thì bi ở đây có nghĩa là gì? Bi có nghĩa là tha thứ đó các vị. Mình thông cảm và phải có tha thứ. Đôi khi chúng ta hiểu chữ từ bi nhưng mà chúng ta không hiểu cái nghĩa mà Đức Phật muốn nói. Có tâm từ đi con. Có nghĩa là hãy thông cảm đi. Chúng sanh nó như vậy đó, mình cũng là chúng sanh mà. Mình cần Phật thông cảm, mình cần người này thông cảm, mình cần người kia thông cảm thì người ta cũng cần mình thông cảm. Đó. Từ có nghĩa là thông cảm. Bi có nghĩa là tha thứ đi. Tha thứ đi, hãy xót cái sự đau xót của người ta đi. Hãy tha thứ cho họ một lần đi. Và tha thứ thật sự. Rồi cái thứ 9 là gì? Cái thứ 9 là từ chối. Cái thứ 9 là từ chối. Mà đối với những người xuất gia, đối với những người muốn xuất gia thì hãy cạo đầu đi. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nếu đã có ý định xuất gia thì hãy đi xuất gia. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi có nghĩa là gì? Có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không có mặt của con nữa. Chứ không có nghĩa là người này phải xuất gia hẳn. Tóc vừa cạo ở đây tức là gì? Những cái vướng bẩn của cuộc đời, những cái pháp trần khiến cho chúng con tạo nghiệp để mà chúng con khổ nữa, thì chúng con dừng lại đi. Hãy đứng lại và đừng bao giờ rớt xuống, mà chúng con hãy đứng lại để nhảy qua. Gọi là bộc lưu đó. Đứng lại là mình rớt xuống, nhưng mà mình đứng lại để nhảy xa hơn nữa, để bước xa hơn nữa. Giống như vậy, tóc vừa cạo tức là những cái phiền não con đoạn. Tơ lòng đoạn phủi tức là những cái gì dấn dương trong cái tâm nè. Tâm tham, tâm ganh, tị, tật đố, kéo kiệt, bụng xỉn nè. Phủi hết, bỏ hết đi. Cuốn sổ đời, tên tuổi đã bôi. Sổ đời có nghĩa là gì? Sự tái sanh của chúng ta đó các vị. Cho nên là chúng ta hãy từ bỏ, hoặc có chỗ thì gọi là hãy đi xuất gia. Hãy đi xuất gia. Từ bỏ có nghĩa là bỏ hết những cái bụi trần, thì chúng ta mới khoác lên người được những cái pháp trần, những sự an vui. Rồi cái thứ 10 là gì? Cái thứ 10 là hãy siêng năng tu học, gọi là trí tuệ, phát triển trí tuệ của bậc chánh giác. Thì như vậy Đức Phật nói, vì chúng ta 10 công đức này chưa hoàn hảo, cho nên chúng ta học pháp, chúng ta suy tư về pháp, chúng ta thực hành pháp, nhưng mà vẫn còn gặp khó khăn trục trặc. Cho nên vì ta 10 công đức này chưa hoàn hảo. Một người mà cố gắng phát triển 10 công đức này thì Đức Phật tuyên bố chỉ một đời sau, hoặc là nếu công đức hoàn hảo quá trọn vẹn trong cái đời sau nữa đó, thì ngay đời sau đó là đi luôn, giảng sanh luôn, không cần phải đợi tới thêm một hai đời nữa. Còn nếu mà chúng ta công đức chưa hoàn hảo nhưng chúng ta có cái nghị lực để chúng ta phát triển công đức hoàn hảo thì tối đa trong 7 đời, trong 7 kiếp tái sanh trở lại làm người, sanh ra trong ngôi nhà Phật Pháp, thì chúng ta sẽ được tái sanh như ý nguyện. Thì có như vậy, ngài nhắm mắt còn lo chi nữa, khỏi âm công tích chứa từ xưa. Nếu về đã có người đưa, cõi riêng sẵn có phước thừa an vui. Đó là những gì mà chúng ta mong cầu. Chúng ta sợ thiếu trí tuệ và chúng ta mong cầu.
có trí tuệ. Đó là nội dung của bài pháp hôm nay. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh Phật lực gia hộ cho toàn thể đạo tràng chúng ta được thành tựu trí tuệ Như Lai, dựng chân bước tiến trên con đường tu tập và trong cuộc sống, để một ngày không xa thành quả chúng ta sẽ đạt được như ý muốn, như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.